Đúng rồi, đúng rồi, hợp lý. Hello, chào tất cả mọi người nha. Thì hiện tại thì mình đang có mặt tại hồ Dầu Tiếng. Thì hôm nay mình với anh em mình, hai anh em đi xuống đây để làm cái thử thách sinh tồn á mọi người. Đó. Thì anh em mình sẽ dự định là thử thách sinh tồn ở đây 7 ngày. Nói chung là ở đây rất là mát luôn mọi người. Cảnh rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Thì bây giờ 12 giờ, 2 giờ rưỡi rồi. Mình đi từ hồi lúc mấy giờ đạt? 8 giờ sáng đúng không? 8 giờ. Ừ, 8 giờ sáng mọi người. Sự rất là xa luôn á. Nhưng mà ở đây trời đang nắng nhưng mà nói chung là nó cũng mát. Không đến nỗi là nóng lắm. Nói chung là ở đây đẹp lắm mọi người ơi. Ở đây mình tắm, mình tắm xong vui lắm nè. Ừ, ở đây tắm xong được. Đây nước nước ngọt mà. Đó thì nói chung là bây giờ hai anh em mình sẽ tiến hành dựng liều nha mọi người. Dựng trại để có chỗ nghỉ mọi người. Ừ. Thôi bây giờ anh em mình đi thôi mọi người ơi. Đây mọi người ơi, đây mọi người nhìn cảnh xung quanh nè. Đó thấy chưa? Rất là đẹp luôn nha. Nói chung là không có ai chứ. Thì giờ mình giao cho cây kiếm đó mọi người. Mọi người ơi. Cây dao này đi chặt cây á, cây kiếm thì kiếm người ta. Thì bây giờ mình sẽ đi kiếm cây để mình dựng liều nha mọi người. Thì ở đây thì nói chung là mấy cây gừng này không biết cho mình chặt có của sao không á. Thì mình sẽ tận dụng mấy cái cây này nha mọi người. Đây. Mấy cái cây này nè, mình sẽ lấy mấy cây này để mình dựng liều. Chứ nói chung là mình sợ lấy chặt cây trong đó người ta la. Mọi người ơi, ở đây cát không à? Chứ hôm nay đất. Đây. Ủa đây rất đẹp nha mọi người. Sò nè. Mấy cái xác sò. Thôi đưa đây, đưa đây, đưa đây. Trời ơi, đưa chùm liều cái đi ông ơi. Kiếm chỗ nghỉ cái đi. Khổ ghê á. Rồi thì giờ mình sẽ lấy mấy cái cây này để mình làm liều nha. Cây cũng tàn dữ à. Ô, bén mày. Ít xịt bén à. Không phải bén đâu mọi người ơi. Bén sao không? Thì cũng bén á. Nhưng mà tạm ổn. Hai cây mọi người ơi, chắc mình phải đi xuống dưới sông mà. Mình lấy mấy cây này luôn. Lấy mấy cây này. Cá đủ ghê. Rồi, mình được 5 cây mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đi chơi mọi người. Đấy. Nào, cái gì đây? Nào. Văng bẫy cái đi. Đây mọi người ơi, thì mình đã làm xong cái liều của tụi mình đây nè. Nói chung là làm xong từ lâu rồi, nhưng mà tại vì nắng quá nên tụi mình đi lên trên cái bờ gừng nó trốn trong nắng. Bây giờ mới ra nè. Chung mà nắng nóng thật sự rất là nóng luôn. Đấy. Nói chung là tạm ổn thôi. Thì đây nè. Trời chuyển mưa nè mọi người thấy không? Đó, đen thui chừng rồi đó. Giờ không biết có, nếu như trời mưa không biết có có trụ được ở đây không nữa. Chung này mình dù có mưa gì là mình cũng quyết định là mình ở đây luôn nha mọi người. Đấy, mình chiến đấu tới cùng luôn. Đây nhìn nè, nhìn em mình nè. Trời ơi là trời, đuối gì lắm hả Đạt? Chung là từ sáng giờ là chưa ăn cái thứ gì luôn á. Đây là chiếc xe huyền thoại của ông già mình ban cho mình mọi người. Đây. Ban cho mình cái chiếc xe để mình đi đâu? Đi phượt. À, đúng đi phượt. Đấy. Đây. Chung mà giờ này là chiều rồi mọi người ơi. À, khoảng 4 giờ chiều rồi. Trời này rất là mát luôn. Hai anh em mình luôn mọi người. Hai anh em mình ở khu vực này luôn, không có ai. Bao luôn. Bao đó. Chung từ sáng giờ chưa ăn gì luôn á. Đây.
Thì giờ mình nè, đây Đạt đi kiếm củi nấu mì nha Đạt ơi. Hồi sớm có đâu có đem bỏ 4 cái mì ở trong cái bị á. Thì bây giờ mình sẽ đi kiếm củi nha. Mình lửa nấu mì nha mọi người. Hồi sớm mình có ở nhà mình thấy có 4 cái mì mình lấy bỏ vô bị. Chôm chỉ á. Đó, mấy cái cây dưới đây nè, như cái cây xóm mình đi mình dựng nhà đó. Nói chung mà nhìn cái liệu của mình cũng khá là ok đó mọi người. Chúng mà được, nhưng mà trời mưa không biết sao thôi. Chúng mà tạm ổn á. Thì đi kiếm củi thôi. Ở trên này kia có. Ở trên này nè mọi người, đây mọi người thấy nè. Có một cái chùa. Thì ở phía trời xa mọi người thấy không? Cái chỗ đen đen nè. Đó là núi Bà Đen. Nó đưa mày đen ở Tây Ninh. Rồi cái này là rồi lấy cái cây đó, cái củi đó hả? Cái này là cái củi mẹ đó Đạt. Thì kêu lấy củi rồi lấy cái gì vậy? Đây, nè 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 nè, cái này được nè. Chung mà chiều thì ở đây là khá là mát nha mọi người. Bỏ dép luôn. Bỏ dép hết. Đúng rồi, đúng rồi, hợp lý. Đây. Chung mà ở đây là khá là ok á. Đúng thôi nha. Quan bắn một xíu. Thật sự mà cái khu bên này á, mà ở trên kia là ít nhà đó mọi người, thì xa xa mới có cái nhà thôi. Cái này hồi xưa là núi mà. Đây nè, mấy cây này luôn nè. Đây đi. Nè mấy cây này nè. Nè cây này luôn. Nè. Nói chung là tận dụng mấy cây thôi. Chứ đây mình đâu kiếm được cái này đúng không? Chung là đủ để à. Thì bây giờ mình chỉ kiếm củi mình lấy củi là mình nấu mì trước kia rồi tối hôm nay mình kiếm củi để đốt xong mọi người, chắc mình qua đó mình lấy mấy cái gốc to đó. Tối về mình đốt mình nhóm lửa mọi người. Tối rồi, ngủ nhiều quá. Thì mình nhóm lửa để có khói đừng cho mũi nó cắn. Chứ mà mình đuổi được nhiêu thì mình đuổi chứ. Thế nào cũng cắn mình nè. Đây nè Đạt. Trời ơi. Ê sắp đây. Nè nè nè. Lộn công nhiên. Lộn công nhiên luôn. Để không nội để rồi. Ây da. Ồ xì máu. Xì máu rồi thấy không? Xì máu nè. Đây cái liều mình sẽ kiếm xa đó. Dù cũng cảnh rất là đẹp luôn. Đây mọi người thấy chỗ mây không? Mây là chỗ cái núi nè. Mây trên núi luôn. Lấy lại đi, lấy nguyên cây dài luôn. Thôi cũng thôi đi, nhiêu đây thôi, nhiêu đây được rồi. Nhiêu đây giờ nhiêu được rồi. Ở đây có đá mà nếu không có mặt lửa ha, lấy đá thì người tôi cổ nội ơi, mông cổ gì? Người tôi cổ. Giống mông cổ dữ rồi. Người sao không ginh nữa đi. Lẹ lên có ba cục đá mà ginh không nổi nữa. Làm gì ăn? Sao Đạt, cảm giác sao? Cảm giác khói đang vô mắt. Nói chung là đây là cái lần đầu tiên mà mình đi sinh tồn luôn mọi người. Thật sự là cảm giác nó rất là phê luôn. Thiệt, giờ mình mới thấu hiểu được những người mà làm được clip sinh tồn mọi người. Mệt kinh khủng, thật sự luôn. Chưa nắng chang chang. Vì một phần á, chưa nó nắng á, ở trong cái liều này nè. Đó, cái liều á xong cái, đó là bằng bạc đó mọi người, bằng cao su á. Nắng nó chiếu xuống á, nó hắt ra cái nóng lắm, nóng kinh khủng luôn. Ở chỗ này người ta có quay phim nữa nha mọi người, người ta có đóng phim nữa, nhưng mà những cái khúc đóng phim mình không có quay được, tại vì mình coi người ta quay không à. Không, cái này múc xin vô đoàn phim làm Dắt Châu. Xin vô làm diễn viên phụ Dắt Châu. Đây là đây cái đầu nước sổ của mình nè. Thì chiều ở đây nói chung là mát lắm mọi người, thật sự rất là mát luôn á. Thì có trời nắng buổi trưa mà mình ở trong cái liều này là sự nóng chịu không nổi luôn. Phải nhiệt độ phải 4 mấy độ mọi người. Bình thường á là ở ngoài trời là bình thường là 3 mấy độ, 3-8 độ. Nhưng mà vô đây cái mặt trời nó chiếu xuống này là nó hắt xuống á, phải ra 4 mấy độ á, thật sự rất là nóng luôn. Hồi sáng giờ hai anh em đi nè, không ăn gì chứ á, vô ghé mua bình nước lọc, bình nước lọc nè. Đó. Mua bình nước lọc hết 50.000. Uống cả 2 lít nước rồi đó, nên là không có đói. Chiều rồi
giờ chiều mà mát là đói, anh em nấu mì ăn. Giờ này nấu mì chứ nấu cơm không kịp mọi người ơi. Nhưng giờ này nấu cơm biết nào mới ăn, đúng không? Ừ, 12 giờ khuya mới ăn. Tại vì phần nấu cơm mày đâu có gì đâu ăn. Thì mình đợi sáng ngày mai mọi người, sáng mình được sớm thì mình sẽ xuống cái sông phía trước á, cái sông mà ngoài này nè. Ở phía trước mình á, cái sông phía trước nè. Đó. Sông này mọi người thấy không? Thì mình sẽ ra cái sông đó là mình mò chim chép với mò sò đó mọi người. Thì lên là mình ăn. Sò đó rồi để ngày mai mọi người biết. Nói chung bây giờ đợi nước sôi lên nấu mì ăn. Hồi sớm ở nhà còn bốn cái mì lấy bỏ vô trong ba lô luôn. Đây mọi người ơi, đây là cái chảo mì của anh em mình không có miếng nước luôn. Đây danh dự luôn. Thôi giờ anh em mình ăn nha mọi người. Nó bụng lắm rồi đó. Đây mọi người ơi. Mì của mình nó xong đã chín rồi mọi người. Trời ơi trời, chết luôn. Nói chung mà quay cũng khó, ăn cũng khó nữa. Đây đũa tao đâu? Chung khổ tôi luôn mọi người. Ngày hồi sớm mình đi mình chỉ đem đũa thôi, chứ không có đem gì chứ. Mình mời mọi người nha. Nên ăn hơi cực xíu. Thôi để mình kiếm chỗ mình đặt máy quay nữa kìa. Sao đang ngon đang? Con bé thật là đau đớn. Con bé đang ăn. Chung à, cái chân quay mà nó cũng bị hư nữa. Thì mọi người thấy mì của mình ngon không? Ngon ít sạch à. Đây thì mời mọi người nha. Quấn à. Con bé này đã đáp lễ dữ nè. Nè. Rồi ăn đi. Đừng có quay nè. Ăn xấu lắm nè, quay xuống nè. Đừng nè. ăn lẹ đi. Đây mình mời tất cả mọi người nha. Nó dài quá. Ngon ít thịt à. Ngon nè. Miếng sao? Ngon không mụn? Ngon. Nói chung mà phê lắm. Ăn có một tay khó không chết luôn. Thêm mấy cả 10 nè. Vô à. Con bé đâu rồi? Con bé sợ ăn không lợi, con bé lấy nó có dùng ăn mới lợi. Giống ăn lại vậy. Ý mà ăn một tay nhưng mà ăn một đũa một cái là mình thành cái nắp dung của mình đó. Nói chung mình nó khá là mặn vậy mọi người. Mặn uống nước nhiều no dai. À. Thôi vô thổi cho chết đi. Còn mấy chén á. Chung mình nó khá là ngon. Đói gì ăn ngon hơn. Chung mà khá là mặn mọi người. Phải nghe lời mày đổ bịch một đêm ăn ngon à. Cải chưa? Vậy? Không cải. Mày biết thường ăn miếng chảo nước một ít đâu. Cực chút mà nó ngon. Chung là mình ăn xong rồi mọi người ơi. Mặn nó hơi mặn quá. Giờ uống miếng nước. Ây, trời, hồi sớm giờ chưa được nằm luôn á. Giờ mình chung là khá là ok rồi mọi người. Đây có cái dao nè, dao để kế bên đầu nằm. Cái dao không đi chiếm lộ. Rất mát luôn. Giờ muốn đi tắm ghê mọi người nhưng mà để tối một chút tắm. Giờ còn sớm. Giống đi tắm lắm mọi người ơi. Cái bộ đồ mình dính mẹ nước màu giống rồi tắm. Ai kêu mày bỏ tào lao chị? Giờ mình nằm mình ngủ một giấc mọi người. Thì tối chờ tối chút xíu nữa mình sẽ đi mình tắm, mình đi ngủ nữa. Chứ ngày nay rất là mệt luôn. Đây mình đi mấy tiếng mới xuống tới đây á. Đi từ lúc 8 giờ sáng. 12 giờ, mấy 12 giờ mới tới.
xa kinh khủng, nắng nữa. Rồi thêm ghé lại nhiều chuyện những bà kia nữa. Mày gì kiểu vậy? Cũng lâu lắm luôn. Ngồi nói chuyện vô vấn đề 2 tiếng hồi. Thôi mình ngủ đi mọi người. Hẹn gặp lại. Thì ngủ thôi, thì rất là mệt luôn, giờ trời mát này mà ngủ á. Sáng ngày chưa được nằm luôn mọi người. Thôi thì hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nha. Hey, bye bye. Bye đi. Bye. Thôi ngủ mọi người ơi. Thì đang ngủ mà nước mình nó ngứa nên yến xong tắm luôn. Còn một phần không có xà bông nữa mọi người. Tắm không luôn. Không có xà bông đâu. Nó hòm mà ít xịt à. Nói chung là khá là mát luôn. Giờ này cũng 6 giờ mấy nữa mọi người. Lạnh hết xịt à. Nhưng mà cũng gắng không người ơi. Chịu khó lạnh chút mà mình mấy mình nó sạch. Nước này cái này là nguyên cái ao mọi người. Đó. Chung mà ao hồ à. Chứ người ta không có sinh hoạt, không có thải nước gì à. Chung mà nước ở đây nói chung mà nó rất là mát luôn nha mọi người. Nó mát mà nó sạch lắm nha, chứ nó không có dơ. À, nên mình có thể tận dụng cái này mình tắm được. Sao hết. Có đỡ không mọi người? Mát quá vậy. Em mọi người ơi, thì mình đã giống lửa xong nha mọi người. Đó. Nhưng mà củi ở đây chắc là khó kiếm, nó khan hiếm hơn gì nữa. Sao đẹp? Sao làm sao? Trời ơi. Mọi người nhìn xung quanh nè. Tối đen như mực luôn. Đấy, nó thui à. Bên đó có vài cái đèn. Quay cái nè. Nha. Mọi người ơi, buồn quá nè. Buồn cái đâu buồn, vui mà. Nè. Ôi. Đây, nó có lửa nó ấm nha. Hơi ấm. Ấm, à. Ấm chút. Đây. Mình người nhìn cái liều của mình nè. Đây là cái ổ heo của tụi mình. Có đơn không mày? Không, ở trong hơi bị im đấy, mọi người nhìn thấy không? Đấy. Giờ đốt vô lửa, có lửa lên cho nó ấm ấm xíu, cho có khói nè mọi người. Thì khói nó bay lên á. Đó, khói nó bay vậy nè. Đấy, xong rồi là mình đuổi muỗi. Mọi người ơi, khói bay nghi ngút. Và đồ mình đang phơi, sáng đồ sẽ khói khói. Đây, đây nè mọi người. Đây nè, mình đây đây. Mình tắm xong mình giặt đồ, mình phơi trên đây nè. Đấy mọi người thấy không? Không có thấy. Đây, để mình gọi đèn pin cho mọi người nè. Chúng mình có đèn pin luôn. Tao nói đồ như què, tao gọi cho nó khói dữ. Đây, không. Nó phơi mình, nó phơi đồ nè mọi người. Tắm giặt cái xong luôn, phơi đây luôn. Đây đống lửa đây. Rồi nhìn cũng im chứ bộ à. Thế mà đi đâu Đạt? Làm công chúa. Trời ơi trời, cái này tôi thui tôi hùng. Thôi giờ mình à, bây giờ mình đi vô lều ngủ nha mọi người ơi. Nói chung mà giờ này ngủ thôi chứ không có làm được gì chứ. Đó, ngủ đi rồi à. Sáng bắt đầu mình tiếp tục hành trình. Đấy, trong ngoài sớm ăn ăn mấy gói mì mọi người. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục ngủ nữa nha mọi người. Thì do hồi chiều mình đang ngủ mình nó ngứa quá mọi người. Thì mình thức dậy mình tắm. Đó, nhà tắm rửa sạch sẽ mát mẻ thơm tho rồi. Không thơm, không có xà bông. Không có xà bông đâu. Đó, thì nói chung mà nó cũng đỡ hơn mọi người. Nói chung mà nó cũng khỏe, người nó khỏe và ngủ được rồi đó. Như phần phải thức dậy đi kiếm củi mọi người, đốt củi để mình đốt lửa mấy mình làm sao ta, ung muỗi. Mình đuổi muỗi đó, mình đuổi muỗi để muỗi đừng cắn mình. Đúng rồi thì muỗi nó không cắn mình mới ngủ được, chứ nó cắn thì mình gãi không mà mình không ngủ được. Nói chung là tại vì sợ nửa đêm mình ngủ, mọi người đang ngủ mê cái muỗi nó cắn không hay á, thì giờ mình đốt lửa nên là mình đuổi muỗi. Thì có gì thì nói chung là tất nhiên phải cắn rồi đó, muỗi nó cắn nhưng mà có lửa thì có khói thì nó cắn ít hơn. Nói chung mà cũng đỡ được phần nào, mình cũng đỡ hiến máu nữa.
chứ mà hiến máu phải đúng chỗ chứ sai chỗ đó, nhưng mà cũng không được. Đó thì thôi giờ mình sẽ tiếp tục đi ngủ, thì hẹn gặp lại mọi người vào sáng ngày mai nha, bye bye. Chứ nói thiệt chứ đuối gì lắm rồi, giờ ngủ thôi chứ không có còn làm được gì nữa. Đó, thì sớm ăn ba gói mì đó, giờ này vẫn còn no luôn, chắc có thể no tới sáng luôn. Đó, thì sáng ngày mai mình sẽ nấu cơm rồi mình sẽ kiếm đồ ăn nha mọi người, chứ giờ này thì cũng không biết kiếm gì hết. Đó, thì hẹn lại mọi người sáng mai nha, bye bye.